Đây là hình ảnh mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam được làm từ 6.000 sản phẩm Việt. Mô hình này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận xác lập kỷ lục mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa được ghép từ hàng hóa Việt Nam lớn nhất tại buổi công bố chương trình Tự hào hàng Việt của Liên hiệp Hợp tác xã Sài Gòn Co-op. Công trình là công sức của cán bộ công nhân viên Sài Gòn Co-op trong 3 tháng với mong muốn gửi thông điệp ủng hộ hàng Việt đến công chúng. Việc chúng ta đồng hành với hàng Việt sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, góp phần tăng trưởng cái tiềm lực kinh tế của quốc gia chúng ta, và đó là cái hành động thiết thực nhất để chúng ta tạo thêm thế và lực cho đất nước của chúng ta trong quá trình xây dựng đất nước cũng như trong quá trình chúng ta bảo vệ cái chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.